Honey đi tìm Happy đi nào. Đây là khu rừng ngập mặn. Nếu mà nước dâng lên á thì chỉ còn mấy cái đọt cây thôi. Mà con cún của con á, thì nó đã đi vô trong rừng này rồi. Bây giờ con phải cho một bạn thần thú vô kiếm nó. Đang đánh hơi nó. Bởi vì đây là lần đầu tiên nó đi, nó rất là sợ mà đưa nó đi xa quá. Đó, để làm đăng là như vậy. Hôm nay con sẽ giải cứu cá ở trong đăng này. Bởi vì có một mình con làm không đủ và cần phải có kinh phí nữa, nên con chỉ thể giải cứu thôi, không thể nào mà dọn dẹp rác thải trong tự nhiên nổi. Happy! Cái đăng này nó cản lại cát rất là nhiều. Rác thải, cành cây. Nếu dọn dẹp mấy cái đăng này cũng làm giải quyết được rất nhiều rác thải. Happy! Honey ơi, đi tìm Happy nè. Happy! Happy! Happy ơi, sao con đi khám phá gì ghê vậy con? Happy! Happy! Con vô con kiếm bạn coi. Con kêu nó đi. Chứ giờ sao giờ? Trong đây cây đước cao 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 không ạ? Sao vô được? Dạ, lại có một cảnh quay thực tế cho mọi người xem. Thử thách, rất là thử thách luôn á, chứ không phải thường á. Ui giời, trời ơi, phải leo luôn á. Happy! Dắt con cún này đi thất bại đúng không? Happy! Happy đâu rồi? Hả? Happy! Happy! Ui! Happy! Nó đi xuống chỗ phóng sanh cá hả? Trời ơi, đúng là Happy luôn, vui khỏe. Happy! Đây là một khu rừng. Happy! Nó xuống dưới rồi hả? Nó đam mê cá thòi lòi. À, bây giờ bơi xuống coi nó đâu. Happy! 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 Woo! Đi khám phá gì dữ vậy? Over here! Đúng là thần thú. À, vậy là nó đi khám phá chứ nó cũng chả có phải là ngu ngốc nha. Happy! Vòng vòng đây thôi nha con. Ok. Happy, come here. Ở đây đi theo Happy nha, đừng để đi lạc nha. Happy ngu ngu là Happy mất tích luôn á. Rồi bây giờ tới giải cứu cá trong đăng này ạ.